Những ngày qua, nhờ thời tiết thuận lợi, ngư dân làng chài Ngọc Diêm, còn gọi là làng chài Xuồng Hai Lá, thuộc xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, đã trúng đậm tôm tích. Loại hải sản rất được người tiêu dùng ưa thích với giá bán khá cao. Bình quân mỗi xuồng ngư dân đánh bắt được hàng chục ký tôm tích, hầu hết đều tươi sống. Ngư dân cho biết, tôm tích rất dễ tiêu thụ, luôn được bạn hàng thu mua hết rất nhanh chóng. Hiện giá bán giao cho bạn hàng ngay tại bãi biển của làng chài từ 150 đến 250 ngàn đồng mỗi ký, tùy theo độ tươi và kích cỡ của tôm. Với sản lượng tôm tích trúng đậm và bán được giá tốt, ngư dân làng chài nghèo Ngọc Diêm rất phấn khởi sau những đêm đánh lưới vất vả trên đầm Nha Phu.